Hôm nay em sẽ làm clip giới thiệu tỉ mỉ chất liệu giá cả của từng loại lục của lục cua cô gái Tân Linh Bình Thuận cho anh em tham khảo. Trước hết em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube quan tâm tin tưởng sử dụng lục cua gái Tân Linh Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Cũng không làm phí cái thời gian quý báu của anh em để em vào luôn cụ thể của từng loại lục, chất liệu, giá cả cho anh em tìm tham khảo. Cái lục rẻ nhất bên em là lục khung inox nan thép mạ đồng, tức là cái khung này bằng inox nan thép mạ đồng, trụ inox móc sắt. Cái này là trụ móc tự chế nha anh em, đây là trụ bằng ống inox móc bằng sắt sơn. Cái này là giá 700 bao ship, thì gồm có lá cống đầy đủ như hình. Cái này em chưa ráp xong cái cống nên gồm có lá cống đầy đủ như hình, thì 700 bao ship. Lục thứ hai là lục thép mạ đồng, nhưng mà cũng là khung inox nan thép mạ đồng, nhưng mà là nó là trụ móc ti đồng, tức là cái trụ này bằng đồng, bằng đồng khối ha, móc inox dẹp. Cái này là 900.000 bao ship. Lục thứ ba đó là lục inox nguyên cái, tức là khung lục bằng inox, nan bằng inox, trụ móc ti đồng. Cái này là 1 triệu bao ship anh em. Thì cái lục 1 triệu này nó khác với cái lục 900 là nó khác chỗ nào? Nó chỉ khác cái nan lục thôi. Cái này là nan lục bằng inox, cái khung cũng bằng inox, cái nan bằng inox. Cái này 900 thì cái khung bằng inox, nan bằng thép mạ đồng. Đó, đó thôi nha anh em. Lục thứ ba đó là lục thép lẫn kim, tức là khung inox nan thép lưỡng kim, 1,2 triệu bao ship, cũng là trụ móc ti đồng nha anh em. Thì lục bên em cũng báo giá, tức là báo giá như hình, gồm có lá cống đầy đủ như hình. Còn áo lục dây đeo là 100.000 một cái. Cái lục nâng cấp của lục thép lưỡng kim đó là lục khung inox nan thép lưỡng kim xanh xếp cánh bướm. Anh em thấy xếp xuống dọc theo cái cầu tử nè, trên nhìn xuống là nó chỉ thấy cái cầu tử thôi. Thì lúc con bổ nhảy vào nó sẽ bung cái xanh ra. Cái này rất nhiều cái clip em hướng dẫn cụ thể ở trên YouTube. Cái lục này có giá là 1,3 triệu bao ship. Thì khi con bổ nhảy vô đây thì cái xanh này nó sẽ bung ra anh em. Thì anh em muốn tham khảo kỹ hơn thì cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái Tân Linh Bình Thuận, nó sẽ hiện ra cho anh em tham khảo. Thì về giá cả, chất liệu của từng loại thì em cũng công bố nói rõ cho anh em tham khảo rồi. Mà quên, nhiều anh em cũng hỏi em xếp lục làm sao. Thì cái lục này thì xếp bình thường, thì xếp lên thì xách đi đánh thôi anh em. Nhiều anh em lại hỏi em cái lục đó xếp có được không, không xếp rồi sao mình xách đi đánh đó. Chẳng qua em bung cái xanh ra để em giới thiệu đến cho anh em nó dễ hơn thôi. Cái lục nào mà không xếp được phải xếp lên nó mới đi đánh được chứ nè. Thì anh em mua hàng thì cứ vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Thì rất vui khi được các bạn làm quen với anh em cô thủ trên toàn quốc qua Zalo 0947 252 874.